Thì công an ập đến. Dạ cái gì? Trời ơi. Cậu thấy mệt mỏi lắm rồi. Từ. Ui, oh no. Tôi cân này, bạn cân nào. Oh no. Hello các bạn, đã quay trở lại với channel và chúng mình là UT. Ngày hôm nay sẽ là một số đồ ăn vặt Việt Nam hot trên TikTok. Đồ ăn vặt ngày hôm nay thì nó sẽ hơi thiên về vùng miền một chút xíu. Thực ra là cái này là một sự vô tình, nhưng mà chẳng may nó lại liên quan với nhau. Trước đây thì Timothée đã từng làm một số review đồ ăn vặt hot trên TikTok rồi, kiểu nó có nhiều lượt mua nhất luôn ấy. Và lần này thì bọn mình tiếp tục làm sau khoảng nửa năm rồi. Đó, quay lại làm tiếp để xem là trên TikTok có những cái món gì mới hot mới thì bọn mình đã tìm được những cái món này. Còn một món nữa tính là mình xong là một món đồ nước. Tân sinh viên ơi, tân trang đồ công nghệ kế Saponex ngay thôi, giảm thêm 10% tất cả các sản phẩm áp dụng cùng các ưu đãi hiện có. Đặc biệt mua một laptop tặng một ba lô trị giá 500.000 đồng, thu cũ lên đời trợ giá đến 5 triệu, áp dụng cho toàn bộ student từ nay đến hết tháng 10. Nhập hội lợi điều ngay. Chúng ta đầu tiên sẽ có chè lam lá nếp và chè lam mật. Chè lam thì nghe quen đúng không, một cái món ăn mà kiểu ngày xưa Tết ý, rất là trông chờ để được ăn. Ngày xưa bé mới thích ăn chè lam hơn là kẹo lạc. Bây giờ thì chè lam thì đã có thêm nhiều hương vị hơn rồi, và mình cũng hơi bất ngờ là khi mà về nó có cái bao bì mà mình rất là hoài niệm, nó rất là truyền thống hơn kiểu rồi. Đã thấy được cái sự chỉn chu của người làm ấy. Đó. Mà đặc biệt là nếu mà ở đây bây giờ có thêm cốc trà. Ôi trà xanh. Có, tí mình có không trà. Trà. Nhìn giữa một thị trường rất là nhiều bao bì xịn sò hiện đại thì em lại rất là ni lông, đúng rồi. Lại rất thích cái kiểu hoài cổ truyền thống như này, mà tên brand cũng hồi ức 1997 đấy. Em nghĩ là cái này mà kiểu đem đi biếu cho một cái set giỏ quà kiểu bằng Mercedes ấy. Mercedes. Cũng đỉnh nóc đấy, kịch trần đấy. Cũng bay phấp phới đấy. Đúng rồi. Bắc Giang, anh em Bắc Giang, bây giờ mình sẽ chuyển đến anh em ở tỉnh anh nào đấy ạ? Anh em Bắc Giang, anh em 98 giơ tay. Còn tỉnh thành nào đấy ạ? Đây, chúng ta có mực hoàn lương. Đấy, em cũng được là mực hoàn lương. Con mực này chắc phải gây nhiều tội lắm để đi tù. Mực hoàn lương nha mọi người. Cái món này thì ban đầu mình tưởng là một cái món ăn vặt bình thường thôi, nhưng hóa ra đây là một cái món kiểu như là phải quay nóng. Đây, tại vì là ngon hơn khi ăn nóng. Đây là ngâm trong cái sốt ấy. Thứ hai là da heo rim tỏi ớt. Cái thực ra là cái thị trường da heo rim thì có rất là nhiều trên TikTok, nhưng mà mình thấy là cái loại này chắc là bà Tuyết đấy. Da heo rim tỏi ớt và nhìn thì cũng khá là ngon đấy mọi người, nhìn nó ráo ấy, không bị thấm dầu, không bị thấm dầu thấm mỡ ra đây nhiều lênh láng. Chúng ta sẽ đến với món ngọt thì hoa quả xoài sấy muối ớt. Thì 2 năm gần đây thì nó rất là hot và mình thấy cái loại này bán khá là chạy trên TikTok này. Đây là xoài sấy muối ớt hộ kinh doanh mẹ Dô. Cuối cùng đặc sản Cà Mau, cái món này bán chạy nha. Đây là của cậu Kha, thương hiệu cậu Kha nha. Và anh Trung làm ngay cậu Trung. Cậu Trung à? Hà cậu Nội. Trung bán gì? Và đơn vị này thì có khá là nhiều sản phẩm liên quan đến đặc sản ấy. Yeah. Chúng ta có mật ong rừng này, chuối ép này, kẹo chuối này, chuối chiên này, những cái sản phẩm về chuối rất là nhiều, mít sấy và bánh phồng tôm lớp. Chuối ép ở cái shop này thì bán chạy lắm. Bây giờ các cưng muốn là thử sản phẩm nào trước, ăn ngọt hay ăn mặn trước? Em nghĩ là ăn mặn trước đi. Với sản phẩm mực chiên nước mắm, đây chắc là mực chiên nước mắm nhập, là sản phẩm ăn liền, được bảo quản thường, tránh ánh nắng trực tiếp, ăn được 15 đến 20 ngày, ngăn mát, tủ 60 ngày. Thôi, một điểm trừ là chưa rõ ngày tháng sản xuất lắm mọi người ạ. Nên là bọn mình hơi băn khoăn về hạn sử dụng của nó. Thực ra thì cái này mình cũng mới đặt thôi, chắc cũng chưa đến 20 ngày đâu nhỉ. Mới đặt nhưng mà cái người ta mới làm. Tại vì giao cũng khá là lâu ấy, giao cũng phải 4-5 ngày mới giao. Nói chung đây cũng là một điểm yếu của các nhà sản xuất, nhà bán hàng mà hộ gọi bán là hộ bán hàng kinh doanh đấy. Họ sẽ không chú trọng về phần bao bì, nhất là thông tin sản phẩm. Thậm chí hướng dẫn sử dụng toàn viết tắt mọi người là mờ. Chắc nhờ các cháu lên gõ hộ. Nhìn thực ra nhìn vẫn tươi, em thấy nhìn rất là chất lượng. Bà Tuyết cách đây mấy năm như thế này đấy. Cũng là lớn đấy. Thôi được rồi, mình cứ ăn thử xem, cùng lắm đau bụng có gì đâu. Ba thanh niên ăn đồ. Rất cáu khi xé hai bên ở giữa này không xé được. Ồ, cái mùi giống mùi bento ha. Nhưng mà ngửi này cũng chảy nước dãi đấy. Rồi, trong lúc mà chờ đợi mực nóng thì bọn mình sẽ ăn thử da heo chiên giòn, rim, tỏi ớt. Đây da ơi. Heo, nước mắm, đường, hạt nêm, tỏi ớt, gia vị. Tắt mỡ anh da đen. Hôm nay mình còn uống một cốc nước anh da đen nữa, chắc
sao mọi người thích cái tên anh da đen này? Chắc là bị đụng bản quyền rồi. 44.000 800 lượt mua, cũng uy sật tín đấy. 4,9 sao nha. Chị nói giá đi. À 4,7 sao. Bao nhiêu một cái hộp này? 45.000. Cũng hơi chát à? Khó chứ mà nói. 45 cảnh. Đắt hay rẻ còn phụ thuộc vào hương vị nữa. Đúng rồi, nó phải ngon thì mình mới xứng đáng. Mai sau em vào rồi em làm da heo rát vàng. Rát vàng, không hôi dầu là một điểm cộng. Không, nhiều khi mua da heo đắt mà nó về vẫn hôi, vẫn tức lắm các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đổ ra. Thơm nha, thơm mùi nước mắm. Thơm nha, thơm mùi nước mắm. Đúng. Ôi bạn ơi, ở đây thì cũng không có thông tin gì quá nhiều. Chỉ có ghi thành phần và... Thành phần kiểu như là cũng vừa vừa phải thôi. Da heo, nước mắm, đường, hạt nêm, tỏi, ớt, gia vị. Vừa ăn, ăn dùng trực tiếp hoặc ngon hơn khi hâm nóng. Thấy ghi cái địa chỉ này là thấy uy tín hơn. Có cả số điện thoại. Mình thấy là cái vấn đề bán đồ ăn trên TikTok bây giờ nó chưa có một cái quy định. Đúng rồi, mình nghĩ là phải cần chỉnh lại đấy. Tại vì cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nó cũng rất là quan trọng. Nhớ nhá Dương nhá, sau mà làm TikTok shop mình nhớ. Nhớ nhá, mình hãy làm cô đấy. Dương, TikTok cô Dương. Đấy mẹ rằng. Nó giòn nữa vậy mọi người. Đây, ngon. Ngon. Sao là được giòn nữa vậy nhỉ? Ngon điên luôn. Nếu mà nó có tí dẻo dẻo nữa thì ngon hơn nhỉ. Nó giòn quá. Ngon quá, ừ, đấy. Cắm nó bị khô ấy, cắm giật của mình ấy. Em hiểu lý do tại sao nó không thấm dầu rồi, bởi vì chiên giòn quá, nó hút hết dầu rồi. Nướng nó mới quất và nó khô được như này. Đầu tiên là điểm cộng là không bị thấm dầu ra nhiều này. Điểm cộng thứ hai là gia vị rất là rõ ràng của mắm, của ớt ớt cay cay. Ui cay nha. Ăn này mà làm tí bờ yêu nhỉ? Ngon á. Không phải TikTok anh, cứ bia thoải mái. Bia hơi nhau. Cái này hợp nhậu mọi người. Miếng gì nhạt, miếng gì đậm. Em vừa ăn miếng rất đậm. Nhưng mà ớt nó kiểu ớt tươi ấy, ăn cắn nó ớt cay đấy. Cay vãi ấy. Cay là mình cứ cay là bạn là phải ăn cay mới ăn được nha. Chứ còn như Dương là sẽ thấy không ăn được nhiều. Nhưng mắc rồi. Khóc cho ai xem. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác. Rồi sau khi làm nóng mực thì bọn mình đã có một đĩa mực sốt khá là hấp dẫn, thơm nha mọi người. Cảm giác mùi vẫn chưa hỏng đâu. Có là nhà sản xuất sẽ cho thêm một gói men nữa dành cho bạn nào mà thích ăn chua hơn. Nhưng mà bọn mình chưa cho bởi vì bọn mình muốn ăn thử cái vị nguyên bản xem là đã vừa hay chưa. Nếu mà chưa vừa thì bọn mình sẽ cho thêm. Hơi ngọt. Ngọt quá luôn ý, với em ngọt quá, nhai kỹ là ngọt rất đậm luôn. Vậy em thấy rất là ngọt, em với em hơi bị nhiều sốt ấy. Tức là nếu mà bây giờ cho chua vào thì nó sẽ vừa hơn. Nhưng mà mực chất lượng nha. Anh em tưởng tượng như kiểu bóc mực khô ra xong chấm ít sốt này vào là y hệt. Nhưng anh thấy không nó phải, sẽ mềm hơn mực khô. Không phải giấy, không phải giấy mì cắt tông nha mọi người. Nhai phát về biển luôn, về Quảng Ninh luôn. Từ từ đã, để check lại xem giá bao tiền. 160.000 vãi. Uầy, mình đoán 60.000 nhục vãi. Thực sự là mình biết tại sao nó là mực thật rồi mọi người. Tại vì nó có giá là 160.000 và lượt bán là 43.500. Ngon xuất sắc. Đánh giá nhà ngon xuất sắc nha mọi người ơi. Giá rẻ mà nhiều dã man, ba lạng mực nhiều lắm. Ba lạng mực kìa. Đó, thì, rồi. Thì chắc là mực cũng không đến 2 ba lạng. Chắc một gram mực khô thì để các bạn này. Đấy. Nào ok, nguồn gốc này, mực loại 1 nhập từ Cát Bà, Hạ Long, Cô Tô. Mực loại 1 có từ 6 đến 8 con 1kg. Ôi, tự nhiên thấy sang hẳn mồm ra anh ạ. Chắc bình thường mình chỉ được ăn mực loại 3. Ok, sau khi mà đổ một nửa sốt me vào, bọn mình sẽ ăn thử lại xem đã vừa vị chưa. Vừa rồi đấy, nhưng tôi nghĩ là nếu mà muốn ăn chua hơn thì vắt quất vào thôi. Quất thì nó sẽ thơm, dậy vị hơn. Nha, bạn nào mà muốn ăn thử này là vắt quất vào nha. Các anh mà ngồi nhâm nhi xong rồi xem Euro ấy. Ok lắm ấy. Như này chắc chưa hết được hiệp 1 đã hết sạch đĩa. Nhưng mà em thấy cho sốt me vào ngon hơn hẳn ấy. Đúng rồi. Nước ngọt. Đúng rồi. Người nếu mà mua hàng ở hãng mực Hoàn Hương Hoàn Hương này có thể thêm sốt me, bọn mình thấy ăn sốt me sẽ ngon hơn nha. Ok. Bọn mình vừa ăn mực xong. Đã quá đi. Bọn mình vừa ăn mực xong khá là cay nên bọn mình quyết định là sẽ uống một loại đồ uống gì đấy. Còn loại đồ uống của chúng ta ngày hôm nay đó chính là trà sữa. Tự nấu nha, chúng tôi phải khẳng định lại là chúng tôi tự nấu. Thực ra là chị Huyền nấu. Đây là bằng chứng này. Series ngày hôm nay thì bọn mình có mua thêm một loại nữa, đấy là cái set trà sữa tự nấu. Thực ra là mình thấy cái set này thì được mua khá là nhiều trên Top. Thực ra thì nấu rất là dễ, chỉ mất thời gian một chút xíu. Tổng thời gian nấu cả trân châu cả trà sữa thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 40 phút. Ồ, mà có giá là 23.900 đồng thôi sao? Rẻ nhỉ? Ừ, rẻ đấy. Mình xin khẳng định lại là cái này tiền ship đắt hơn tiền trà sữa nha. Ship 33.000. Tại cái này ở xa. Thật sự là em đi Thanh Hóa lên tận Pù Luông, lên tận vùng núi, vùng sông, vùng xa mới thấy giá là 10.000, 15.000, 20.000 một cốc trà sữa. Mà ở đây 24.000 mà được một set rất nhiều cốc. Thì tất nhiên
rồi, mình phải tự nấu mà, mất thời gian thì nó phải rẻ thôi. Về cái set trà sữa tự pha, chúng ta sẽ có giá là 25.000, pha được 6 đến 8 ly, trời quá trời rẻ. Thế là chia ra là bao nhiêu một cốc? Hãng này là hãng The Garden. Nguyên liệu làm trà sữa Phúc Long matcha topping và lượt bán thì gọi là đỉnh khủng nhất trong cái chén này. Đấy là lý do vì sao mình mua 139.600 lượt mua, đánh giá 4,6 sao. Trà sữa mà cũng nhiều người tiếp cận là trẻ con, người lớn các thứ để có thể mua được. Về hương vị thì nó sẽ cực kỳ đa dạng luôn, matcha, khoai môn, sô cô la, phúc long, ui có vị xanh, trà sữa sầu riêng, sầu riêng, dưa vàng, xoài, bạc hà, dâu thái đỏ, trà nhài. Không, chị muốn mua cái vị cơ bản nhất để mình so sánh thử xem là cái hương vị này có ngon không. Thế nên là mình quyết định lấy cái vị hồng trà. Chứ còn nó có nhiều hương vị lắm, nhớ đâu mình uống cái vị sầu riêng không ngon thôi, mình đổ tội cho cả cái hãng này không ngon thì cũng tội nghiệp người ta đúng không? Truyền thống nhất là hồng trà thì bọn mình đã nấu xong rồi, tại vì là mất thời gian lâu nên bọn mình đã nấu từ trước đấy rồi. Bây giờ sẽ là màn review. Boom. 2 3. Yo. Nói chung là rất là háo hức. Kiểu quá trình nấu thì cũng hơi kỳ công ấy, xong rồi mất thời gian thôi. Mất thời gian, không kỳ công nhưng mất thời gian, xong bọn mình cũng nhẩm là đi mua sứ đi. Nhiều lúc biết giá tôi thấy là mình được. Thôi cố gắng tí cũng được. Đặc biệt là dành cho những bạn nào mà kiểu thích uống trà sữa ấy. Với lại để này khoảng tầm mấy ngày trong tủ lạnh ấy, lôi ra uống dần được. Nhưng mà có cái chân trâu là không để lâu được các nhà mình. Đúng rồi, để lâu nó sẽ bị mà nấu lại. Chân trâu rất lâu, nấu chân trâu là cái lâu nhất, mất 40 phút mà chỉ để được trong vòng 4 đến 6 tiếng. Còn 3 cốc thừa thì bán cho anh em ở dưới tầng 2, tầng 3. Wow. Thơm, rất thơm, ngậy. Thơm vị sữa và ngậy trà. Thơm mùi hồng trà luôn ấy. Trà chất lượng, em thấy cái gói trà lúc mà chị bỏ ra ấy cũng rất thơm mùi trà rồi. Trong hướng dẫn của nhà sản xuất là ủ trà trong vòng 10 phút, nhưng mà mình cảm thấy là mình đoán, mình nghĩ là ủ càng lâu thì càng ngon chứ làm sao, mình ủ hẳn 30 phút và nó rất là thơm. Thơm thật đấy. Ai có thời gian cũng ủ lâu nhất, tại vì cái thời gian mình nấu chân trâu cũng lâu ấy, phải đợi ấy, thì mình cứ để trà đấy cho ủ cũng được. Cái này mình nghĩ là không cần chân trâu các bạn uống không ấy, mà cho đá vào cũng mát rồi uống ok rồi ấy. Mà nó không ngon bị ngậy quá cái vị sữa. Đúng rồi, chân trâu dai phết. Với cả lúc mà bọn mình thêm gia vị ấy, có cái bước cho sữa đặc với cả cho đường. Thì bọn mình có cho 100g đường thì dùng cân tiểu ly thì cũng đúng. Với cả còn chị Huyền là phọt sữa đặc theo bản năng nhưng mà vẫn ngon. Đấy. Ngon mà không bị ngọt quá. Đúng rồi. Gian trong cái hướng dẫn của nhà sản xuất đi là 100g sữa đặc. Thì cái tuyếp đấy của mình là 150 thì mình cũng có thể áng sừng sừng tầm được. Trời ơi, sau hai số tôi mới biết là chị Huyền là nên mở quán nước nha. Đầu tiên là quán nước gạo rang, sau đấy là quán trà sữa. Em vẫn rất là chấp niệm. Công nhận mình thấy đáng từng đồng tiền đấy. Mình chỉ sợ là cái loại... Quan trọng là mình nấu nữa. Đúng rồi. Đấy, quan trọng là cái nguyên liệu chưa biết là từ đâu ra. Nhưng mà thật sự là... Cái mà mình quan ngại nhất là mình không biết là cái nguyên liệu thực tế sẽ từ đâu. Tại vì mình mua ở hãng, ở quán thì mình sẽ chọn những cái cửa hàng uy tín. Mình có ăn vạ được đúng không? Để review kỹ hơn thì cái chân trâu đen đây em thấy rất là dẻo. Dẻo dai nhỉ? Đúng rồi, mà cái vị này em chỉ có ở hồi cấp 2 ở trà sữa cổng trường. Nó dẻo điên lên được, cái trà sữa chân trâu đen ấy. Đấy thì đây là cái hương vị tuổi thơ mà em đang tìm kiếm. Đó. Hay là cái bà cổng trường đấy bà bán cho em. Khi thế đấy nhỉ. Ngày xưa mình rất là thích uống trà sữa The Ali tại vì là cái chân trâu của nó rất ngon. Ngon. The Ali sang The Garden. May mà chị chọn vị hồng trà, chắc chọn vị sầu riêng chắc chớp. Đó đó, xong rồi nãy thắc mắc là sao chị không chọn cái vị đấy. Khen này thôi nhá, bây giờ mình sẽ chuyển sang món tiếp theo. Ngon quá. Ai đây còn thừa. Nào anh ơi, không chơi trò đấy nhá. Chơi đi. Chơi lan, đang uống trà. Uống trà sữa ăn trà lan. Đấy, trước chửi em. Chất lượng nha. Đây, cái bọc này thì nó sạch sẽ. Anh Trung, bao nhiêu cân, bao nhiêu năm? Rồi, phải đi. Chân em ạ. Đây là chè lan lá nếp nha. Trông chất lượng cảm đấy. Cảm giác kiểu như là nó rất là truyền thống ấy nhỉ. Trông dẻo. Trời ơi, tuổi thơ của tôi chè lam đẹp bao nhiêu chị Huyền cắt. Tôi cân này, bạn cân nào. Đã thấy gái xinh cắt chè lam bao giờ chưa? Đây, cái mùi giống cái mùi bánh cấy, Thái Bình. Chị ơi, cẩn thận, rất là rớt. Cái mùi lạc và gừng và cái mùi rất là thơm, mùi giống bánh cấy lắm mọi người. Thái Bình mồ hôi rơi. Ok. Tí công an ập đến. Dạ cái gì? Trời ơi. Trời. Cậu thấy mệt mỏi lắm. Bác sợ sợ. Cậu mệt lắm hơn. Đúng vậy. Thấy mệt mỏi. Ui. Ui. Oh no. Tôi cân này, bạn cân nào. Oh no. Địch. Anh Trung ổn. Dây. Tôi cân này, bạn cân nào. Ui dồi ôi, chị ơi, cẩn thận. Đấy, em bảo là không được cười. Ôi,
Tuyết yêu thương. Tan trẻ ra mà thấy đúng bị bánh cấy thật sự luôn. Nhưng mà nó nhạt hơn, nó không đậm đà. Tức là bánh cấy sẽ là cái phiên bản mà bỏng bỏng ăn nó xốp xốp. Còn đây là bánh cấy phiên bản chè lam dẻo. Mọi người thấy rõ vị lá nếp không? Không. Đúng không? Không rõ lắm nhỉ. Em đã rất mong chờ cái hương thơm của lá nếp. Nhưng mà đúng rồi. Chính là mọi người rất là thích cái vị lá nếp. Đúng rồi. Nó chỉ có màu xanh của lá nếp thôi ấy. Nó không có cái mùi mà đặc trưng của lá nếp mà mình hay ngửi trên xe. Hơi dẻo quá đúng không? Nhai dẻo lắm á. Nhưng mà với em thì ngon, ok. Chỉ là thiếu vị lá nếp thôi. Hơi ngọt quá nếu mà nhai kỹ. Thế này là đã tiết chế hơn rất là nhiều so với cái chè lam ngày xưa đấy em ạ. Chè lam thì ngọt lắm. Bởi vì mọi người uống chè nữa. Đúng rồi, mình không uống chè. Vị này uống chè là vừa rồi. Mình uống trà sữa nhưng mà chị Huyền đổ bố trà sữa vào cồn anh chị. Đổ bố nó vào thì uống gì? Ui, oh no. Huyền số 1. Bây giờ mình sẽ chuyển sang vị mật. Vị mật, mật là cực kỳ nhiều lạc nha. Và cái gì nữa ấy, như cái bỏng ạ. Thực ra là nó cũng không khác nhau lắm đâu. Nó rất là ngọt, giống như kiểu lúc mà mình ăn mấy cái kẹo powder bằng cái đấy kia, nó sẽ có cái vị ngọt ngọt đấy. Tôi thấy cái vị này nhạt hơn cái vị... nhạt hơn, đỡ gắt hơn. Mặc dù là vị mật nhé. Đúng rồi, ngọt đỡ gắt hơn với cả ngọt này thơm hơn. Đậm vị gừng. Đúng rồi, chắc là ai cũng thích cái mật hơn. Ngọt. Mà nó có mấy cái nhai nhai vui mồm phết. Bọn mình mua với giá là 150.000 nhưng mà 150.000 cho cả hai cái đấy. Tức là mỗi loại sẽ là 500g cộng lại là 1 cân. Tầm... Thì mình thấy nó trong mức giá cũng hợp lý mà mọi người. Kiểu ăn thì rất là nhiều, rất là dôi, cắt được nhiều lắm. Đúng rồi, với thật sự là mình cũng không ăn được nhiều. Cũng nặng tay nữa. Có 3 vị thôi, mật nếp gấc và chúng ta có thể mix. Vì mình thấy là đây cũng là một món ăn truyền thống mà mọi người cũng có thể thử trên TikTok shop. Vì mình thấy là từ bao bì này, về đến hương vị này, nói chung mọi thứ đều mức giá cũng ổn. Cái em thắc mắc duy nhất là có hạn sử dụng hay không, ý là mình hai cái điểm yếu lần trước mình đều thấy là không có hạn sử dụng. Thì không biết là bao bì ở đây họ có chăm chút cho cái ngày sản xuất và hạn sử dụng các thứ không? Không có nhỉ? Chắc là không nhỉ? Chưa thấy có hàng nào mà ghi đủ thông tin như mình mong đợi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đặc sản Cà Mau, bánh chuối ấy. Chúng tôi phi từ Bắc Giang đã xuống tận Cà Mau rồi. Nhưng mà nói chung là cái này cũng không có bảng thành phần hay cái gì hết. Cũng không có hạn sử dụng. Đúng vậy. Chuối ép bảo quản tủ mát 6 tháng. Ở đây có hạn rồi đấy. Nhưng mà vẫn không biết ngày sản xuất anh ạ. Mình sẽ đọc thông tin sản phẩm đấy nha. Chuối ép sấy dẻo 1kg đặc sản Cà Mau. Đây là 500g nha, bọn mình mua 1 cân thì sẽ có 2 túi. Không có thông tin gì nhiều lắm nhỉ. Chuối khô nhà làm, chuối xiêm ép dẻo được làm từ những trái chuối xiêm chín mùi. Để có miếng chuối khô, ngon, dẻo, dai, phải chọn cho được loại chuối thật già và chín đều được làm thủ công, không chất bảo quản. Vị ngọt thanh, không bị chát, món ăn truyền thống vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Ăn rồi đấy, ăn xong rồi đấy. Đúng rồi đấy. Khá đúng đấy. Uầy, với giá là 99.000. À như 1 cân. Cho 1 cân. Lượt bán là 31.000 lượt mua và đánh giá 4.8 sao. Đấy. Đơn vị là Cậu Kha. Anh nhớ cậu Kha mà. Anh ra đèn tùy chỗ thôi. Tôi thích anh ra đèn. Ăn rất rõ vị chuối và chuối rất tươi, không hiểu họ ép cái công nghệ ép khô kiểu gì. Tôi nói thật là tôi không phải fan của chuối nên là tôi không biết đánh giá như thế nào. Tôi thấy là ngày xưa nó có một cái chuối dẻo nhưng mà nó là màu kiểu màu cánh gián đậm đậm ấy. Thì cái chuối này ăn nó sẽ nhạt hơn và nó không bị ngọt gắt như cái chuối màu đậm kia. Chuối này ăn cảm giác cái vị hơi chua chua cơ. Cái chuối này chỉ gọi là chuối chín tới thôi chứ không phải là chuối chín hẳn đâu. Giống mà giống cái pancake mà xong rồi quấn vào. Hoặc là ăn với kem ấy, cắt ra với kem ấy. Giống mà nói chung là em ăn cái này nó cũng hơi chua chua nữa. Gọi là nửa cân hoặc là 1 cân chuối khô này mọi người có thể tùy cách để chế biến làm đa dạng những món ăn khác nhau đều được. Hơi ăn được một miếng cũng hơi ngấy. Em thích cái cách mà họ làm thành từng lát ấy để mình chỉ cần bóc từng lớp ra khá là dễ ăn. Và cảm giác nó sạch sẽ, hiện đại, truyền thống. Osake nha, cái này cảm giác kiểu Bình Phước, chuyên nghiệp hơn. Có đầy đủ thông tin luôn. Mặc dù là hộ kinh doanh thôi nhưng mà bao bì các thứ là in rất là đầy đủ thông tin, tất cả những thông tin mà chúng ta cần thiết. Cái này có xị đến mức mà người ta tính luôn cái thành phần dinh dưỡng bao nhiêu calo trong 100g xoài này. À gói này có trọng lượng là 250g. Có hai vị là xoài sấy thường và xoài sấy muối ớt. Thì mình chọn cái loại xoài sấy muối ớt. Vì mình thích ăn muối ớt. Không phải kiểu cái xoài sấy này nó hot bởi vì là nó có cái hương vị kiểu muối ớt chứ không có cay ấy. Rồi, cay. Xong Dương nó cắt đi cái để đóng vào rồi. Để cho cái zip vào, cắt cái zip. Đáng ra cái túi zip này mặt trước là zip, mặt sau cũng nên là zip. Nhưng ở đây mặt sau lại là giấy nên là chúng tôi không thể bóc được. Ok, giá của sản phẩm này là 59.000. Và lượt bán là 79.300. Đánh giá là 4.7 sao và 7.7 nghìn lượt đánh giá. Cái này không muốn ăn hết, phải ăn hết đi. Sao mình báo thế nhỉ? Cho tôi cái miếng nhỡ. Này,
cái mùi giống mùi nước chấm của quán ốc ấy. Y hệt có mùi thơm thơm của bơ. Ừ, mùi bơ nhỉ. Sao lại có mùi bơ ta? Ớt lại có mùi bơ nhỉ? Mà muối ớt mà. Hay là họ lúc họ đóng gói là họ đang đóng gói dở bánh tráng. Chắc là họ cố tìm thêm bơ để thêm cái vị ngậy kiểu công thức bí mật. Ok. Ôi. Mùi dính cái mồm mắt cái thấy cay luôn đấy. Ừ, chua nha. Ừ. Nếu mà các bạn ăn cái kẹo xoài chấm muối ớt, xoài muối ớt rồi ấy, thì các bạn sẽ quen với cái vị này hơn. Với muối ớt thì nó cũng khá là hợp lý. Có thâm niên ăn xoài sấy muối ớt ở khá nhiều shop rồi thì mình thấy. Thâm niên luôn mà. Shop này năm. Còn là cũng ổn thôi, nhưng mà nếu mà để mà nói là ngon xuất sắc thì ngon cực kỳ. Ngon nổi bật thì nó cũng chưa. Ngon xuất sắc, ngon cực kỳ, ngon nổi bật thì tôi nghĩ là cũng hiếm. Tôi có thể hát với ba nhu cầu huyền. Thay vì tiêu chuẩn kép chị tôi có tiêu chuẩn ba luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta đang review những cái shop bán chạy. Thì nó phải cỡ nào nó mới bán chạy. Cỡ này thì tôi thấy nó cũng chạy vừa phải thôi. Nó cũng chạy. Về ngay Đông Anh trồng một vườn xoài cho em nhá. Xoài cát hay là cái xoài từ từ ra xoài tứ quý ạ. Mình nhớ không nhầm, không biết là một trong hai loại xoài thôi. Mình xem làm xoài sấy nhiều rồi. Cái gì cũng xem hết. Nước gạo rang. Chùm. Xem xoài sấy rồi. Đấy, mà ăn cũng ổn. Nhưng mà được. Cái món này thì ngôi sao để làm nên vị ngon vẫn là phải là xoài ngon đúng không? Xoài ăn được mà, dẻo lắm. Thấy ok, cái này cũng... Nói chung đánh giá về tổng thể thì ngày hôm nay không có món nào quá tệ. Đúng rồi. Tại vì đều nằm trong danh mục hàng bán chạy. Nên là có vẻ là nó sẽ khả thi hơn một chút. Thế nhưng mà nếu mà để mà nói mà bọn mình ấn tượng nhất từ nghĩ. Em nghĩ là ba anh em mình cùng ý kiến đấy, không cần phải nghĩ nhiều đâu. Ok, thì bây giờ chọn ra một sự cho là 3, 2, 1. Anh đang nghĩ ra một anh nhau tim. Không, tại vì là tại sao mà mình chọn trà sữa, bởi vì là nó vừa rẻ mà nó vừa ngon. Đúng nó rồi. Cực kỳ rẻ. 8.59 điểm. Hay do mình tự nấu mình ngon. Nhưng ngon thật mà. Ngon thật. Và bây giờ chọn món thứ hai nhá. Từ từ để nghĩ xem mình đã ăn cái món gì đã nào. Top 2 à? Rồi. 3 2 1. Xe lam. Tôi chọn chuối. Ồ đó. Ủa là đoàn kết dữ chưa? Mấy cái kiểu nông sản này họ làm khá là kiểu ok, chất lượng khá tốt. Mình nghĩ nếu mà các bạn có thể thử thì nên thử hai loại, một là chuối, hai là xoài. Chị là cái gì nhỉ? Chị là mực à? Có mỗi chị Huyền chọn món mặn thôi, là mực. Tại tôi thích ăn cay đi, tôi thích ăn kiểu chua cay cay. Tôi thích ăn những cái đồ mà nhâm nhi á. Ok. Em thì thích kiểu mục chè lam bởi vì là nó làm nổi bật lên cái đặc sản Việt Nam ấy. Mà lại được bán trên thương mại điện tử, xong rồi vị cũng ok mà bao bì làm rất là chuẩn chỉnh. Đấy. Mình cũng thấy khá là ấn tượng với cái chè lam. Đó. Ok, đó là một vài cái nhận xét của mình. Còn các bạn thích món ăn nào? Hãy để lại comment bên dưới cho mình cũng biết nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.